Rồi. Có người đi qua mắt Út rồi đó. Con phải chị Út vừa luôn đó. Trời ơi cái gì? Có người coi mắt hả? Có người coi mắt hôm kia kìa gì đó, 34 tuổi, lớn hơn Út tuổi. Ơ con quay. Mẹ. Mẹ. Con mẹ nè. Con phải thương con yêu, trời. Con yêu Dương từ lâu đó. Rồi. Yêu luôn rồi. Vậy là mẹ của Út mới vừa nói là có người đi tới mẹ coi mắt Út rồi. Mẹ không thương con. Rồi xong. Rồi. Bây giờ con im nha, để chú Phong hỏi Út sao nha. Út yêu anh không nào? Im. Út ơi. Dạ. Bữa đó là có người đi lại coi mắt con hả? Dạ. Đẹp trai không? Đẹp trai. Ơ Phong. Đẹp trai đó, đẹp trai, chú Phong giỡn trai đó. Bây giờ thương ai, bây giờ thương đứa nào, bây giờ không nói tên nha. Dạ. Giờ thương ai, đang nói cho mẹ định, mẹ gả. Thương tí súng rồi chứ không thương kìa. Rồi. Thương đi nào? Đúng trời ơi mẹ. Thương lắm. Mẹ. Mấy con đi không có trời. Đi Hồng Sáo. Ừ, hay quá. Đúng rồi. Biết rồi. Thương không? Coi anh không? Thương. Nhưng mà quan trọng rồi nè, là con có chịu cái người đó không? Thương tí hả? Thương tí hả? Không chịu mình chịu đó hả? Thương tí hay gì? Tí sao mà? Đi nào? Tí chúng. Rồi bên đây thương phái chị nha, quỷ ha. Bảo vệ cho để tép vậy nè. Mang dắt giờ tép trời. Ai đứa mình yêu người bé ơi. Mà lòng đi em gì bếp. Đừng tụ. Rồi giờ đi đâu ạ? À? Đi đâu vậy? Đi đâu? Đi đây đồ ăn. Ở đâu vậy? Đồ ăn nằm đâu? Đồ ăn ở đâu? Ăn ở đâu? Xe. Xe nào? Xe nè. Ừ. Trời ơi là trời. Ông nắm tay gái rồi ông quên tất cả luôn hà. Quên tôi à. Quên sự đời luôn. Ừ. Làm chua. Rồi đưa rồi con cầm nó đi. Bánh mì đâu? Bên kia. Mày rớt cái hai tụi nóc ao liền luôn á. Nóc ao hả? Chú mong nếp con nữa. Ai? Được bảy vậy? Thôi chết đó. Bảy nào? Được bảy. Rồi nè, đi. Để đâu? Đi với bà. Rồi, để vô. Rồi, dẫn Diễm Hương vô nè. Cho anh nè, Thương nè. Hả? Lên vô nhà chơi với anh. Bỏ đi đâu đi hoài vậy? Xe không đó. Xe đợi xe. Xe chị bảo vệ cho. Xe không đó. Vô đây, tí vô đây được không? Dạ. Yêu chú bà luôn. Chết chết chết. Sao anh? Mẹ ơi. Có người đi coi mắt Út rồi đó. Con phải chịu Út vừa luôn đó. Trời ơi cái gì? Có người coi mắt hả? Có người coi mắt hôm kia kìa gì đó, 34 tuổi, lớn hơn Út tuổi. Ơ con quay. Mẹ. Mẹ. Con mẹ nè. Con phải thương con trời. Con yêu Dương từ lâu đó. Rồi. Yêu luôn rồi. Vậy là mẹ của Út mới vừa nói là có người đi tới coi mắt Út rồi. Mẹ không thương con. Rồi xong. Rồi. Bây giờ con im nha, để chú Phong hỏi Út sao nha. Út yêu anh không nào? Im. Út ơi. Dạ. Bữa đó là có người đi lại coi mắt con hả? Dạ. Đẹp trai không? Đẹp trai. Ơ Phong. Đẹp trai đó, đẹp trai, chú Phong giỡn trai đó. Út bây giờ thương đứa nào, bây giờ không nói tên nha. Dạ. Giờ thương ai đang nói cho mẹ định, mẹ gả. Thương tí súng rồi chứ không thương kìa. Rồi. Thương đi nào? Đi ừ. Trời ơi mẹ. Mẹ thương ơi. Thương lắm. Mẹ. Mấy con đi không có trời. Đi Hồng Sáo. Ừ, hay quá. Đúng rồi. Biết rồi. Thương không? Coi anh không? Thương. Nhưng mà quan trọng rồi nè, là con có chịu cái người đó không? Thương tí hả? Không chịu mình chịu đó hả? Thương tí hay gì? Tí sao mà? Đi nào? Tí chúng. Rồi bên đây thương phái chị nha, quỷ ha. Dễ sợ. Thì nào đâu? Này nè. Ủa vậy là bữa nào chứ gì? Hả? Bữa nào hả? Cũng 4-5 bữa rồi. Mẹ. 4-5 bữa rồi. Bằng đồng đi hai đứa mình yêu mà bé ơi. Ủa rồi bữa đó là ai đi lại? Tại nãy cũng như cái thằng con tao trong nhà này nha không? Dạ. Nó mới nói thôi giờ mày xuống mày cưới Út đi, mày ở ghế mày lo cho bà chứ Út.
Nhưng mà người đó cũng bình thường phải không? Mày nói gì đó? Mà nói đó. Chắc tao độ nhà nghèo. Nhà nghèo thôi ha. Ừ, nó nói là nó vô ngậu nó chơi cái tao mới than với nó, tao nói con ơi không có được đâu. Nó không có biết nấu cơm. Dạ, không biết nấu cơm. Nhưng mà rồi, nhưng mà bên kia, bên kia người ta sẽ trả lời sao vậy? Thằng kia nhưng mà rồi. Mình đó ha. Dạ. Nhưng mà rồi. Chuyện cơm chuyện nhỏ mẹ ơi. Vậy hả? Không có được. Trời ơi, vậy là gặp được rễ mới nữa rồi. Với lại là ai không? Là con nè. Còn thằng rễ này rễ đụ đạn nè, biết cái gì đâu. Mẹ chị quá. Cà phê có không quậy cho mẹ nữa. Không biết nấu cơm ăn, không biết rồi còn học. Mẹ ơi. Buồn quá à. Rồi thôi bây giờ này con lại con ngồi đàng hoàng ơi. Con lại đây con ngồi nè, chú Phong hỏi chuyện luôn coi. Dạ, yêu đúng không? Yêu chú Phong quá. Ngồi đàng hoàng coi, nói lên. Hai đứa mình yêu rồi bé. Rồi nè, bây giờ cái chuyện này mới quan trọng nè. Nè. Dòm chú Phong. Dòm chú Phong. Dòm chú Phong kìa. Biết rồi, mệt quá đi. Trời ơi, bộ chú Phong xấu lắm hay sao, không dám dòm chú Phong hả? Có chú Phong mà thịt con á. Trời ơi, thịt con nữa. Trời ơi, chú Phong đẹp trai quá đi nha. Rồi nè. À. Bây giờ cái này á, là cái mà mẹ mới vừa nói với chú Phong nghe rồi. Thì Diễm Hương cũng đã có người đi coi mắt rồi đó. Diễm Hương ơi, yêu anh không? Trời ơi! Yêu anh mà. Ê, nè, để chú Phong đang nói chuyện nè. Cái gì vậy? Diễm Hương. Cái làm gì, chú làm gì chú Phong? Thấy đường không mà dọc vậy trời? Thôi. Thấy được. Bỏ xuống đi coi. Bỏ xuống đi cưng. Bỏ xuống đi Diễm Hương, em yêu anh Diễm Hương quá đi ha. Ơi giờ giờ chị qua chị lên nè chú nè sao biết được bà bắn xuống ngay chắc thằng kia đổ xuống ngoài là quắt cái gì đâu tao nói không biết đâu. Ừ, thôi qua vậy. Rồi bây giờ nè chú Phong mới hỏi thiệt hai đứa nè. À, Diễm Hương đã có người đi coi mắt rồi đó. Thì theo ý tí sao nè? Con muốn chịu mà. Con muốn cưới luôn. Con cưới phải không? Cưới luôn thiệt mà. Vậy là con phải về con nói chuyện với mẹ của con nha. Ừ. Nha. Dạ. Con về qua cưới luôn. Đó. Rồi sao bữa nay đừng không nếu mà con quyết định. No. Nếu mà con quyết định chậm trễ á là Diễm Hương sẽ có người khác cưới á. Diễm Hương. Đừng yêu. Chú Hương anh ép kìa. Rồi bữa nay là có tin xét đánh với thằng Tý rồi. Anh đứa mình yêu rồi bé ơi. Rồi xong luôn. Dạ không biết đâu mẹ à, mẹ nè chú Phong yêu đừng yêu ông đó yêu chị đi Diễm Hương. Trời ơi con mạnh mẽ con ra ráng đàn ông coi cái gì mà con yêu chị hoài Diễm Hương ơi. Yêu Diễm Hương quá đi hả, không yêu anh đó đâu nha, anh đó tào lao á. Sao biết tào lao? Nhưng mà đã biết hơn con trái rồi. Có thấy mặt tao không vậy? Mẹ kêu con mất ơi vậy. Con mắt á. Con mắt hả? À. Chị không thương em cho em hả? Thằng đó lại coi mắt đó con mắt đó biết không? Biết thằng nào? Cái đó nhiều quá. Nói gì vậy? Chị mệt quá. Có không mà? Con mắt không phải không mà? Đây nè. Thằng Tý đi vô bưng mấy cái ca ra cầm hai ra ngoài kìa. Rồi. Thấy kìa. Trời ơi mẹ đâu rồi? Tí nha. Ờ gì? Vô vậy? À chú kìa. Không có. Đâu ơi? Chú ơi. Người ta ở ngoài đường. Đâu ơi? Chú ơi không chú chạy. Chút xíu tới, để chú Phong, chú Phương đi quay hoàn cảnh rồi. Quay cảnh rồi. Ừ. Này đang mừng coi mẹ. Trời mẹ kỳ quá hả? Trời con cầm đi. Con cầm đi. Bên đó giúp đi Diễm Hương rồi. Nè nè, không cái gai. Rồi. Không cái gai. Hả vậy? Bữa nay ha mà không. Ừ. Thôi đâu không? Đi còn chết. Bữa nay ha mà không ra dáng hàng rễ ha là xong phim luôn nha. Mẹ con ba khó lắm. Khởi gì khó trời. Mất cỡ kìa thằng ôn mất cỡ kìa. Hả? Mất cỡ quá kìa. Vậy? Mất cỡ kìa. Ai? Tí xuống mất cỡ kìa. Mất cỡ kìa. Trời quá chụp em hoài chụp chị hoài ha. Quý ha. Em béo rồi hả? Tao thấy em mòn. Còn cái lộn phương xài về lên đây chơi về chỗ à. Cầm hai ra ngoài đi dễ ơi. Dạ hút luôn. Mẹ ơi. Con đừng kêu, đừng mút, kêu bằng mày. Kêu một tiếng được không? Vậy ông mày không nào? Kêu bằng con. Tí. Bữa ai kìa, ai kìa? Hai lâu. Đâu có gì chơi á. Trời ơi, bữa nay làm hai ca chà bả lũa luôn, uống đã luôn. Uống dảnh cái giò luôn. Đây nè. Ôi da, tay quá đi hả? Trời ơi. Tí. Dạ. Uống kìa. Hiểu lẹ. Cho lẹ nó mới được. Ừ, lẹ lên. Nhẹ mẹ. Dở cái tủ trên nó lấy cục nước đó. Lẹ lên. Đây mẹ. Ừ. Dở ra. Còn mẹ. Cục
bên kia thì lấy mới được, bên đây lấy không được. Con này hả? Con đẹp không? Ờ. Ờ thì mẹ, thì mẹ em, thì mẹ nói lại đi. Cục nào rồi, cục đó nè. Trời đất. Kệ quá ha. Đây đây đây. Nè. Con vỡ tủ dưới thôi, lấy cái ca nước trà đó ra đây. Đi chơi lại gì mẹ? Mẹ bữa nay sai quá trời ơi. Sai rồi mẹ không con. Đâu mẹ đâu. Trà đó ở cái. Mẹ quay nè mẹ. Trà đó. Trà quay nè mẹ. Ừ, năm đây coi đậm không? Đậm ơi tôi cho chăm thêm. Năm đây mẹ ơi. Năm đây mẹ không đủ mẹ ơi. Bữa nay đứa Hà không mấy rồi tôi coi. Họ đem mượn. Đem mượn lại cha. Rồi, bữa nay có cái thao đồ nào không vậy? Cho con rể nãy giặt đồ luôn đi. Mẹ con giặt rồi. Mẹ biết rồi. Quay vô vậy. Quay vô rồi. Không giặt thôi, vậy thôi tôi gả cho người kia. Thôi đó chứ em chịu luôn ơi, chị giữ người đó. Chịu biết chịu giàu nhưng mà không giặt có đồ. Được bữa nay. Con mất người ta rồi. Mẹ ơi. Bữa nay áp lực quá rồi. Mẹ à. Con em giữ thương quá, giặt mấy người giặt đồ được chưa? Giờ giặt đồ, yêu dễ thương quá, giờ giặt đồ phải không? Ừ. Dạ cho ơn gì ông. Dạ cái gì dạ. Ừ. Buồn quá vậy muốn rồi. Là như vậy nha đây. Như như thương mới lên đó. Như thương quá à. Rồi nào. Cháu dễ thương với trời luôn rồi. Trời trời. Mẹ nó biết nói gì mẹ. Nói gì vậy? Nó thương con. Trời ơi. Mẹ gia chị có giá cưng ơi, đừng mê cưng. Trời ơi. Nó chơi mà. Tôi yêu ta rồi. Vậy. Tôi yêu hơn kia rồi. Sao? Thằng đó, thằng cứ á. Thằng nào? Chị coi. Thằng cứ. Chị đẹp nói cho. Thằng cứ mắc á. Thằng cứ mắc á. Đừng cứ nói gì, không có nói gì thì chị mưa nhít đầu quá ha. Nhít đầu gì? Trời em nói mà. Chị về được á nha. Về. Trời 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 trời. Nó trời hả? Không giận nha. Đừng chứ không giữ mưa kỳ quá à. Mắc cười quá. Không. Em nói kỳ hoài à. Tí không thương thương nào cũng mà. Mày bỏ lấy Đài Loan, tôi biết, tôi bật luôn. Trời ơi, bỏ lấy gái Đài Loan hả? Trời ơi, làm như có giá lắm vậy đó. Trời ơi, biết giận gì vậy? Không biết phản luôn trời. Tôi con mất rồi. Thì đổi. Chú rể đâu rồi? Đây nè. Biết là ai? Cô dâu nè. Chú rể rồi. Cô dâu nè, biết ai không? Biết anh nè. Ủa con cà phê nữa hả vậy? À nằm trà đá ha. Uống trà đá không? Trời ơi. Thưa em không? Trời ơi. Đã nói mà thương hồi nãy giờ mấy trăm lần rồi trời. Thương lần dẫn nha. Thương mà không bệnh sao rồi sao thương được. Vậy mới được lên chơi vậy. Thương quá. Ủa thương tao mới lên chơi phải không? Ê nó hoài mới nói giùm đi giùm mấy người. Mới được lên chơi vậy đó. Hay không, mà bữa nay con thấy là hai đứa nó nói chuyện mà thấy nó cũng có cái gì nó lạ lạ nha gì. Nó ơi, không có phải như ơi, lúc trước mà khù khờ nha. Không biết trời con yêu Dũng Hương từ lâu rồi đó. Không biết mà. Không có bằng cưới luôn. Cưới luôn. Ừ, cưới luôn đây nè, đi cà phê có ra ghế nè. Ghế nào? Ghế này nè chứ. Rồi mẹ ơi, mẹ dám cưới con ghế luôn ha. Trời. Mẹ nhìn bà hạ của con. Cái gì? Mẹ vậy luôn á đi hả? Nhưng mà kỳ ăn hết em ạ, em con mẹ. Không phải là cưng mà là hung mà. Trời ơi, cưng quá à. Mẹ bạch quá chứ mừng rồi. Cưng chất rồi chứ trời. Rồi, cứ như là xong cái mình ra ăn luôn gì vậy? Đợi mấy đứa lên ăn luôn bay. Mấy đứa nào? À, thôi đợi luôn ha. Anh Phương. Tao cũng nói khác gì đâu, đồ đám cưới. Đợi ba coi nào. Cứ vô được hả? Rồi bây giờ mẹ sao? Mẹ coi mẹ. Mẹ thương quá à. Mẹ không chịu. Mày coi không kìa mẹ. Nó không cho con đi kìa mẹ, đứng lưu giường kìa mẹ. Sao mà không? Con kỳ quá à. Không chơi luôn, chạy luôn. Trời ơi. Con kỳ quá à. Con cầm đi, hồi có đứa nào nặng không biết. Trời ơi. Trời. Bây giờ một cho một kỳ đua hen. Thương quá à. Thôi nào. Thương quá à. Ê, bị Diễm Hương hùng lén. Không lén mất bị đỡ nha. Mất mà chịu hết đời. Cần đây nghe Diễm Hương à. Nên nè. Trời. Thương quá à. Quên anh thương anh không? Thương không thương anh. Không kêu thằng gặp. Không kêu thằng kia nghe chưa? Thích kêu vậy. Không kêu thằng kia bị đoạn nữa nha. Người ta có quyền ta thương chứ bộ. Dặn luôn. Dặn. Nói cho dặn đó. Dặn mà. Dặn mà. Cho bà nào. Rồi thôi con mày. Quý ha. Cho bà làm con quay một cục luôn à. Sao quý? Cho bà mừng hiếp con mày à. Mất mớ gì ăn hiếp. Có ăn hiếp đâu con đâu quay. Cho bà mừng hiếp con mẹ. Có ăn hiếp đâu. Có ăn hiếp con mẹ. Trời. Con đây đó đồ dép con mang ra. Nó cực gà, cực xăm. Rồi vô lấy dép lại lên. Ê, chị lấy dép coi chị Mân Hà. Trời ơi trời, cái giọng này.
thương chết. Giúp đâu mày vô kìa, giúp đâu mày vô, giúp đâu kìa. Mày giúp mày đi đâu rồi? Mẹ, cho mẹ mày giúp của chị Mương mẹ. Nè lên. Ôi, chị Mương mày giúp vô. Nè, mà chị Mương. Hay nè. Trời ơi, bà điệu quá bà ơi, bà. Mẹ kì mẹ đâu con đẹp không? Con mẹ đâu, chẳng mẹ đâu. Trời, giỡn á, tí đâu có điệu đâu. Con đẹp mà. Ồ. Con đẹp nhưng mà có sao đâu. Cái gì? Con đẹp mà. Thấy không? Thiệt mà. Thấy không? Coi chim ơi, quậy chim mướp. Đúng vậy hả? Đây kìa. Đây nè. Ôi, ta lấy giúp hồng rồi chị ơi. Cái gì hai? Buồn quá ha. Nè, bà vợ. Gì vợ? Chị mang vô không? Chị mang vô nó cạnh gọi bây giờ. Mà thích mẹ luôn à. Mà thích mẹ. Đi quay à. Mà thích mẹ. Mừng tự giờ mệt chết à. Không quay à. Rồi cho thôi đi về đi. Tôi thấy con thấy ăn rễ này không có được rồi đó. Mẹ kiểu quá mẹ ơi. Chú mấy con quay kìa. Chú không thấy không được rồi. Mượn kiên có mấy cái ca không à. Mà mệt chết mẹ. Ờ vậy thôi rồi quyết định rồi kìa, gã thằng kia kìa. Xong. Mẹ. Xong. Còn hai mẹ là một câu là có yêu yêu luôn rồi đó, được chưa? Yêu đi. Hai đứa mình yêu mà bé rồi. Bé không à. Dạ. Rồi. Bữa nay mặc đồ đen đẹp quá trời luôn, lộng lẫy luôn rồi kìa. Bà chỉ mừng bà trời đẹp này chỉ mừng. Chú Phong á là khen Diễm Hương chứ không phải khen con ế. Chú Hương quá à. Tông tăng mà. Con cò kìa Diễm Hương ơi, con cò. Con cò đâu? Con cò trong lưng kìa. Ừ con cò con kia kìa. Kìa kìa. Ủa Diễm Hương ơi. Thằng Hồng đi hai đứa mình yêu rồi bé ơi. Lấy cây sập cái đẹp luôn á. Lấy cây sập nó lèo cái sập luôn á. Hương quá à. Bên không? Mới lên chơi này vừa làm chua Diễm Hương ư. Con dịch kìa. Trời con gì không? Dịch kìa. Đâu? Dịch kìa. Trời ơi nè tí Phan con đứng yên lại chú Phong coi. Trời ơi con nó lên mà nó la ha. Nó nhớ mà đổ mồ hôi rồi nè. Đây. Cháo quá không thấy. Đợi đây nữa. Rồi chú Minh con gì vậy? Trời ơi. Nè. Trời ơi đổ mồ hôi có đổ nè. Con bệnh không nhà chết á. Ổng lên ha. Mà ổng nói mà ổng nói không kịp thở luôn. Mẹ à. Không ai làm cha người ta không có ai cha mẹ. Rồi bây giờ để dọn ra. Rồi hồi gửi với cô chú anh chị cái video. Ăn thịt nha, ăn thịt với bánh mì ha. Với con chờ chú Phương cơ hả? Đúng rồi, chờ chú Phương ha. Chờ chú Phương lên đây mà ăn chứ. Đúng quá. Ủa chú Phong đâu? Chú Phong ở đây nè. Đâu? Chú Phương. Chú gì? Con không biết kêu gì hết. Cái chú Phong nó Phong đi chú Phong đúng rồi đó. Chú Phong. Này có biết này là gì không? Dân hai đứa mình yêu rồi bé ơi. Thằng nào. Cảm ơn ơi. Hôm nay có một chị đẹp không nè.